cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em cùng các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta đang ở trong khoảnh khắc của những ngày đầu của mùa xuân. Mùa xuân là mùa của nhiều điều kỳ diệu. Ngày hôm kia chỉ là một cành mai khẳng khiu thì hôm nay đã vàng rực những cành mai vàng. Hôm qua có người than thở vì công việc nặng nhọc thì hôm nay đi đến đâu cũng chỉ thấy một nụ cười, một lời chúc xuân vui tươi. Nếu ngày Tết là ngày chấm dứt mùa đông để bắt đầu một mùa xuân mới trong dòng lịch sử nhân sinh, thì ơn cứu độ là sự chấm dứt thời gian ngự trị của tội lỗi và sự chết để bắt đầu cho một cuộc sáng tạo mới. Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất. Và giây phút giao thừa là lúc con người nhận ra và trở về với tình thương của Thiên Chúa. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Vâng, lời ngôn sứ Gioe trong bài đọc 1 đã cất lên cho chúng ta niềm vui ấy, để chúng ta trở về với Thiên Chúa là cha đấng yêu thương chúng ta. Và khi mỗi khi chúng ta nghĩ đến mùa chay, là người ta được nhắc nhở để trở về của mùa chay được bắt đầu từ việc gọi là sức tro trong thứ tư lễ tro hôm nay, để nhắc nhở cho phận người mỏng manh, phận người mỏng giòn và con người là bụi đất. Nhưng bụi đất cao quý bởi vì nó được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì thế mà Thiên Chúa vẫn luôn luôn yêu thương và trân trọng con người dù là thân phận bụi tro. Và vì thế mà chúng ta ý thức được, một khi chúng ta trở về bụi tro là khi chúng ta trở về cùng Thiên Chúa đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Vâng,
ý thức được thân phận bụi tro của mình như thế, thì chúng ta có đáng là gì để chúng ta trở về với Thiên Chúa? Có đáng là gì để Thiên Chúa kêu gọi, để Thiên Chúa nâng đỡ, để Thiên Chúa dìu dắt chúng ta cơ chứ? Thế nhưng một khi mà chúng ta thấy được cái thân phận bụi đất của chúng ta đó, và chúng ta thấy tình thương cao vời của Thiên Chúa là Cha đã tạo dựng nên con người chúng ta, thì đó, chúng ta thấy được niềm vui của bụi đất, niềm vui nó đã nhảy mừng để chào đón Đấng đã yêu thương, Đấng đã sáng tạo nên nó. Và chính vì thế một cuộc trở về sâu xa nhất đó chính là từ nơi cõi lòng của mỗi con người chúng ta. Và khi bắt đầu trở về với Thiên Chúa là bắt đầu chúng ta trở về một cuộc hành trình mới, một cuộc sáng tạo mới trong tình thương của Thiên Chúa, một cuộc sáng tạo đầy yêu thương, một cuộc sáng tạo đầy bao dung, một cuộc sáng tạo đầy lòng thương xót của Thiên Chúa trên đời sống của con người chúng ta. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta. Đó chính là lời mời gọi đầu tiên của mùa chay, để nhắc nhớ cho chúng ta cần làm một cuộc hành hương, làm một cuộc trở về với Thiên Chúa. Và xem ra cuộc trở về này như là một cuộc lội dòng nước ngược. Mà lội dòng nước ngược thì đầy những gian truân, đầy những khó khăn, đầy những cái gành đá. Nhưng một cuộc trở về đó đòi hỏi chúng ta một cố gắng liên lỉ và tin tưởng và tình thương, tin tưởng vào ân nghĩa của Chúa đã dành cho chúng ta, để chúng ta chỉ mong, chỉ có thể đau đớn một ngày nào đó được giáp mặt với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Nếu việc trở về của mùa chay và việc sức cho chỉ là cái hiện tượng để răng bảo bấy nhiêu, thì chắc chắn chẳng ai muốn có ngày trở về trong hình hài của nắm tro tàn quạnh nhiêu. Nhưng chúng ta phải đọc được cái ý nghĩa thẩm sâu nhất của mùa chay bằng biểu tượng trở về để đón nhận tình thương giao hòa, như lời Thánh Phaolô khuyên nhủ cộng đoàn Côrintô trong bài đọc 2 mời gọi là: anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Và như để xác quyết cho điều mình khuyên nhủ, thì Thánh Phaolô một lần nữa đảm bảo rằng chính Đức Kitô nhập thể trong hiện thân của kiếp người tội lỗi mà loài người có thể được giao hòa và được nên công chính trong Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Và tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy được rằng việc Đức Giêsu mời gọi con người là một cuộc trở về với Thiên Chúa bằng ba cái dấu chỉ, đó chính là việc ăn chay, bố thí và cầu nguyện. Vâng, đúng như thế, mùa chay được lặp đi lặp lại cái việc làm đó để chúng ta cùng với Đức Kitô chúng ta sống lại tất cả những giá trị của con người, và nhất là giá trị của tin mừng, để nhờ đó mà chúng ta được hoán cải, được biến đổi đời mình. Vâng, được biến đổi đời mình là gì nếu không phải chúng ta đi vào trong ba điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta? Nhưng việc làm, tất cả những việc làm bên ngoài đó, nó chỉ là có cái ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Sâu xa của nó chính là con người dục lòng để hoán cải tâm can, hoán cải tâm hồn, hoán cải lương tri, để có thể nhận ra được tình thương của Thiên Chúa sẫm thẳm sâu qua tất cả những việc chúng ta làm. Và chính điều, cái biểu tượng, chính những cái việc làm ăn chay, cầu nguyện, bố thí đó, để chúng ta tỏ lòng, tỏ ra một cái dấu chỉ thực sự của mỗi người chúng ta, chứ không phải là những việc làm hời hợt, những cái cố gắng qua loa trong việc chúng ta thực thi. Nhưng nó phải nói lên một cái căn tính sâu thẳm của người tín hữu chúng ta. Khi chúng ta được biến đổi trong Đức Kitô, khi chúng ta trở lên hình ảnh, trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, khi chúng ta yêu thương con người thật sự, khi chúng ta hòa nhập vào dòng đời,
để có thể cảm nghiệm được tất cả những nỗi thống khổ của anh chị em của mình, để chia sẻ với họ, để đồng cảm với họ như Đức Kitô đã đến với nhân loại chúng ta, để đồng cảm, để chia sẻ, và hơn thế nữa là để cứu độ chúng ta bằng chính thân phận yếu đuối của kiếp người chúng ta. Vâng, xé áo hay là tất cả những cái việc làm, những ăn chay, cầu nguyện bố thí đó, nó chẳng có giá trị gì nếu không được kết hợp với Đức Kitô, nếu không được thực hành trong Đức Kitô, để chúng ta thực sự hoán cải đời mình, và để chúng ta được lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa, và để chúng ta được tẩy trừ sạch mọi tội lỗi trong cái chết và sự phục sinh của Người. Cho nên chúng ta thấy được rằng cái dấu chỉ mà chúng ta được mời gọi để chúng ta thanh tẩy, mà giáo hội thực thi trong thứ tư lễ tro hôm nay, đó chính là việc chúng ta sức tro. Một cái cử chỉ đẹp, đẹp từ cái hình ảnh và đẹp cả cái nội dung, để một lần nữa người tín hữu chúng ta được mời gọi để ý thức về cái thân phận của đời người, và một lần nữa để chúng ta được có cơ hội hoán cải đời sống của chúng ta và trở về với lòng thương xót và tình yêu của Chúa. Dấu chỉ đầu mùa chay sức tro là một lời đoan hứa để sám hối cho chuỗi thời gian 40 ngày sắp đến, nhưng cũng là sám hối không ngừng trong từng ngày sống của chúng ta. Sức tro trên đầu không quan trọng bằng sức tro trong tâm hồn. Hãy sức tro vào trong tâm hồn, cho tâm hồn xót xa đau đớn vì tội lỗi. Sức tro như thế có khác gì là xác muối vào lòng, vào vết thương đang rỉ máu, rỉ máu vì những cái vết thương, vì những tội lỗi mà chúng ta gây nên, và sẽ rất đau đớn, rất xót xa, nhưng nó sẽ tẩy rửa được linh hồn, làm cho chúng ta được sạch trong và lớn mạnh vì được đầy tràn ơn phúc của Chúa và trong tình yêu của Ngài. Và chính giờ đây chúng ta bỏ tro lên người chúng ta để một lần nữa xin Chúa tẩy rửa chúng ta, xin Chúa cho chúng ta ý thức được chúng ta trở về với Thiên Chúa, trở về bụi đất, nơi đó chúng ta được tạo dựng, nơi đó chúng ta được yêu thương, nơi đó chúng ta được gặp gỡ Đấng đã sáng tạo nên chúng ta, và nơi đó chúng ta thực sự tìm thấy được nguồn ơn cứu độ mà Chúa đã cứu chuộc chúng ta. Cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con để mùa chay năm nay chúng con thực sự biết sức tro vào tâm hồn, biết xé tâm hồn đau đớn vì tội lỗi, và xin Chúa hãy đổi mới tâm hồn chúng con để chúng con xứng đáng đón nhận lòng nhân từ, lòng bao dung tha thứ của Thiên Chúa hơn nữa. Amen. Chúng ta hãy biết là trước nhân Thiên Chúa và yêu cầu xin người giải phóng cho chúng ta để những gì sám hối chúng ta sắp làm. Lạy Chúa, Chúa nhân từ đối với ai khiêm tốn và tha thứ cho kẻ biết ăn năn, xin nghe lời chúng con vâng nguyện và đọc tay giáp phúc cho phép lạy chúng con xác nhận lấy cho này để chúng con kiên trì giữ 40 ngày chay thánh và nhờ đó được nên tinh nguyện xứng đáng tự hành một việc vượt qua của Kitô con một Chúa đến hàng sống và suốt cuộc đời.
rồi ngày mai trắng tay, chẳng còn gì cũng về với cát bụi. Người ơi, ai cùng ta trong suốt cuộc đời, ngày mai sẽ đến thôi, đâu còn gì cùng về với cát bụi. Người ơi, người ơi, người ơi, hãy nhớ rằng, hãy nhớ rằng người là bụi cho. Chẳng có khi vơi, tìm về cùng với cha để mai sau an lạc trên nước trời. Người ơi, người ơi, người ơi, hãy nhớ rằng, hãy nhớ rằng người là bụi cho. Sám hối ăn năn trở về cùng với cha, bao tội tình xin ngài thương thứ tha. Người ơi, người ơi, người ơi, hãy nhớ rằng, hãy nhớ rằng người là bụi cho. Thơm hôi tội lỗi năm tháng vơi đầy, nài van xin đói thương lỗi lầm này, ơi ngài chớ chấp tội. Người ơi,